Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Clip xe ô tô chạy lùi trái luật trên cầu Cameter ở thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của khán giả Trần Quốc Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Giải phân cách giao thông trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng và bãi trông xe trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 116. Chụp ảnh sau 5 tháng thông xe, mặt đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đã bị bong chóc phá víu, phản ánh của khán giả Phan Hà Nam ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với số điện thoại 0126, 3 số cuối là 702. Áo phao, thiết bị nổi được trang bị trên thuyền tại bến Đò Hàn, Hải Dương chỉ mang tính chất đối phó, phản ánh của khán giả Đỗ Thanh Tâm, trú tại Lương Tài, Bắc Ninh. Giáo viên trung học cơ sở dùng đòn roi dạy học sinh, đó là phản ánh của khán giả Trần Hà từ địa chỉ email trần_hà@knst.yahoo.com. Răng lưới bắc loa bẫy chim trời ở Quảng Trị, phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Trung ở Gio Linh, Quảng Trị. Sinh viên Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chế tạo thành công thiết bị bay không người lái, chia sẻ của khán giả Đào Nhật Tú, trú tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 3 tháng 12 vừa qua, một khán giả đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một chiếc xe ô tô chạy lùi trái luật trên cầu Cameter ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc khiến nhiều người đi đường khá bức xúc. Sau đây mời quý vị cùng đến với hình ảnh do khán giả Trần Quốc Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho chương trình. Cầu Con Mít Thành phố Hồ Chí Minh 16 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2012. Theo đúng luật, chiếc xe này phải chạy hết cầu rồi mới được quay đầu. Tuy nhiên, tài xế đã không làm vậy mà lại chọn cách cho xe chạy lùi trên cầu. Nhiều xe hơi chạy cùng chiều đã hốt hoảng bật đèn khẩn cấp khi đột ngột nhìn thấy chiếc xe này. Sự việc đã khiến nhiều người đi đường bức xúc. Giải phân cách trên mỗi tuyến đường một hạng mục công trình giao thông có tác dụng ngăn giữa hai làn đường ngược chiều nhau. Nó vừa làm chức năng phân cách, tránh va chạm giao thông, vừa đóng vai trò trang trí làm đẹp con đường. Tuy nhiên, giải phân cách trên trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội hiện lại bị biến tướng thành nơi tập kết vật liệu xây dựng và bãi trông giữ xe, mất đi chức năng vốn có. Khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 116 đã ghi lại một số hình ảnh vi phạm này và gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giải phân cách giữa làn đường dành riêng cho xe buýt và xe cơ giới trên đường Nguyễn Trãi. Một số đoạn bị các hộ kinh doanh bên đường lấn chiếm làm nơi để xe cho khách. Còn trước khu vực xây dựng các công trình lớn, giải phân cách lại biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Đổi chỗ, ô tô cũng leo lên giải phân cách nằm chờ. Nhiều xe chở rác cũng được tập kết luôn tại đây.
Theo quan sát của khán giả Đinh Văn Luyện, thì trên đường Nguyễn Trãi, giải phân cách giao thông giữa làn đường dành cho xe buýt và xe cơ giới hầu hết đã bị biến tướng thành những địa điểm trông đỗ xe. Từ các loại xe như xe ô tô, xe máy, xe đạp, xe chở rác, thậm chí là cả những khối vật liệu xây dựng đều được các hộ dân sống ven đường đưa lên giải phân cách, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công trình giao thông, cụ thể là bề mặt của giải phân cách. Những phiến đá lát trên bề mặt hầu hết đều bị vỡ vụn hoặc bị cày xới lên. Khán giả Đinh Văn Luyện còn cho biết thêm, những chiếc xe được đậu trên giải phân cách của đường Nguyễn Trãi suốt cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, không hề có sự can thiệp, xử lý nào từ phía các cơ quan chức năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Đinh Văn Luyện mong muốn các ban ngành liên quan sớm vào cuộc chấn chỉnh tình trạng trên, trả lại đúng chức năng vốn có của giải phân cách giao thông. Thưa quý vị, chỉ sau 5 tháng thông xe, mặt đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đã bắt đầu bong chóc, xuất hiện ổ voi, ổ gà, đá dăm lồn nhồn. Nhiều đoạn hỏng được vá tạm bợ, cho dù phương tiện đi trên tuyến đường này phải nộp phí cao nhất là 280.000 đồng. Việc này gây bức xúc đối với nhiều người dân, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển trên toàn tuyến đường này. Đó là phản ánh của khán giả Phan Hà Nam ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với số điện thoại 0126, 3 số cuối là 702. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình được thông xe toàn tuyến từ tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng thông xe, một số đoạn mặt đường đã xuống cấp. Có nơi bong chóc nham nhở. Còn có chỗ lớp nhựa trên cùng đã bị bong hết, chỉ còn chờ đá dăm. Trên mặt đường đoạn qua thôn An Lộc Thượng, Hoàng Nê, Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, được chắp vá tạm bợ bằng đá dăm, khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn mỗi khi qua đây. Nhiều ổ voi ổ gà như thế này xuất hiện giữa đường. Một số đoạn xuống cấp đã được nhà thầu sửa lại nhưng vẫn còn khá cầu thả. Thậm chí có nhiều đoạn đường bằng phẳng thì đá, sỏi, rơi vãi tứ tung. Hộ lan ven đường được lắp cầu thả, nhiều đoạn không hề được vít lại. Đến cả tấm biển ở trạm thu phí hướng Nam Định đi cầu Rẽ cũng rách nát. Thưa quý vị, được khởi công từ năm 2006 và thông xe toàn tuyến vào tháng 6 năm 2012, cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình dài 50 km được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, tức là các chủ thầu sẽ xây dựng, vận hành trong một khoảng thời gian cho phép rồi sẽ chuyển giao lại cho nhà nước. Với 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 cho đến 120 km một giờ. Đây là một trong những tuyến cao tốc đồng bộ và hiện đại nhất Việt Nam. Một tuần sau khi thông xe, cao tốc này bắt đầu thu phí. Xe dưới 12 chỗ ngồi đi toàn tuyến hết 70.000 đồng. Đi chặng ngắn nhất là 15.000 đồng. Riêng xe container đi toàn tuyến hết 280.000 đồng. Tuy nhiên, sau 5 tháng thông xe, nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp, trong đó đặc biệt có đoạn qua xã Yên Hồng, huyện Ý Yên bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường bị xé loang lổ, nhiều hố sâu xuất hiện tạo những ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho hàng chục nghìn phương tiện qua lại mỗi ngày. Thưa quý vị, qua tìm hiểu thì chương trình Góc nhìn khán giả được lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, các vị trí hư hỏng nằm trong khu vực nền đất yếu, theo thiết kế cần gia tải chờ lún từ 4 cho đến 7 tháng. Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên tháng 3 vừa qua, đoạn đường qua huyện Ý Yên mới được hoàn tất. Với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào ngày 30 tháng 6, nên Bộ Giao thông Vận tải cho phép các vị trí đang được xử lý nền đất yếu được dỡ tải sớm. Trong quá trình khai thác, đơn vị thi công vẫn theo dõi và bù lún, đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cũng lắp các gờ giảm tốc và cắm biển hạn chế tốc độ không quá 40 km/h cho các đoạn đường này. Tuy nhiên, do đoạn đường chưa đủ thời gian chờ lún, nên nền đường bị lún không đều, gây chùi sụt tạo ổ gà. Mặt khác, tại vị trí tiếp giáp giữa mặt đường bê tông nhựa với mặt đường láng nhựa dễ chịu tác động của lực phanh hãm xe khi giảm tốc độ nên gây bong chóc mặt đường.
Thông tư số 15/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, từ ngày 15 tháng 7 năm 2012, tất cả các hành khách, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao trong suốt hành trình di chuyển đến bến khi cập bến an toàn. Thế nhưng chỉ trong một thời gian đầu, khi có lực lượng chức năng kiểm tra, chủ đò cũng như người dân mới chấp hành một cách nghiêm túc. Còn hiện nay, việc trang bị áo phao hay các trang thiết bị nổi hỗ trợ chỉ mang tính hình thức và đối phó. Một số hình ảnh được ghi lại tại bến đò Hàn thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mà khán giả Đỗ Thành Tâm, trú tại Lương Tài, Bắc Ninh đã ghi lại được, thể hiện rõ điều này. Bến đò Hàn trên địa bàn thành phố Hải Dương. Hàng ngày có rất nhiều lượt khách cũng như phương tiện qua lại trên tuyến đò này. Dù trên mỗi tuyến phà được trang bị rất nhiều phao cứu sinh, tuy nhiên số phao này lại được buộc chặt trên nóc. Còn hành khách thì vẫn không mặc áo phao. Theo quan sát của khán giả Đỗ Thành Tâm, mỗi ngày có một lượng khá lớn hành khách bắt phà tại đây để qua sông Thái Bình. Dù trên mỗi chiếc phà chở khách đều được trang bị đầy đủ áo phao và phao cứu sinh, tuy nhiên, hầu hết 100% số hành khách và ngay cả lái tàu đều không mặc hay mang dụng cụ nổi khi qua sông. Được biết, giá mỗi vé qua sông là 2.000 đồng một lượt. Với giá vé rẻ như vậy, cộng với sự chủ quan của cả lái tàu cũng như hành khách, đã vô tình tạo ra một thói quen xấu và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho mỗi chuyến phà qua đây. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Đỗ Thành Tâm mong muốn, trong thời gian sớm nhất, chính quyền địa phương cần phải có những biện pháp kiểm tra kịp thời và nhanh chóng để xử lý và giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Thưa quý vị, trong một vài ngày qua trên mạng Internet lại xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một giáo viên trung học cơ sở dùng roi để đánh 3 em học sinh. Mỗi em bị phạt phải chịu 4 roi. Nhưng điều khá lạ là những học sinh này sau khi bị đòn vẫn tỏ ra khá vui vẻ. Sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Trần Hà từ địa chỉ email chanha@knst.yahoo.com đã gửi về cho chương trình. Clip có độ dài gần 2 phút này ghi lại một giờ học của giáo viên được cho là giáo viên của một trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra một vài em do không chấp hành quy định của lớp, không chuẩn bị bài chu đáo nên đã bị phạt. Học sinh chọn một trong hai hình thức, một là bị ghi vào sổ và hai là chấp nhận chịu phạt bằng roi. Hầu hết những học sinh vi phạm đều nhận hình thức phạt là chịu đòn. Ba em học sinh nam này mỗi em chịu đòn 4 roi từ cô giáo. Tuy nhiên sau khi bị đòn thì các em vẫn tỏ ra vui vẻ. Thưa quý vị, sau khi xem xong clip vừa rồi thì chúng ta đều dễ dàng nhận thấy một số học sinh trong lớp đã chủ định dùng điện thoại để quay lại những hành động này và có ý định tung lên mạng. Clip diễn tả lại hành động của giáo viên nữ ngoài 30 tuổi, cô giáo mặc áo dài, học sinh mặc đồng phục màu xanh nước biển. Trong giờ lên lớp, cô giáo kiểm tra bài với một số học sinh, tuy nhiên một số em đã không thuộc bài cũ nên bị nhận điểm 1.
Bên dưới lớp có tiếng học sinh cất lên với mong muốn cô nhẹ tay không ghi điểm vào sổ. Cuối cùng cô giáo cho các em học sinh chọn một trong hai hình thức, một là bị ghi vào sổ, hai là chấp nhận chịu đòn. Lần lượt từng em học sinh không chấp hành nội quy của lớp nằm úp lên bàn nhận đòn của cô giáo. Theo chia sẻ của khán giả Trần Hà, trước khi thực hiện hình thức phạt bằng roi, giáo viên này còn nhấn mạnh sắp tới họp phụ huynh sẽ cho phụ huynh biết tất cả những gì đã diễn ra trong quá trình học tập tại trường của các em học sinh. Các em chịu đòn này sẽ không bị ghi điểm một vào sổ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các em học sinh này sau khi nhận đòn vẫn tỏ ra khá vui. Khán giả Trần Hà cho rằng, trong thời gian qua, hiện tượng giáo viên dùng đòn roi làm hình phạt để răn đe đã xuất hiện nhiều trên mạng Internet. Hình thức này khá phổ biến trong nhiều cấp học, thậm chí là ngay cả lớp học thêm, lớp học bồi dưỡng. Tuy nhiên, những hình ảnh như thế này là phản giáo dục, không phù hợp trong một môi trường đào tạo nhân cách. Trong một chương trình được phát sóng trước đây, Góc nhìn khán giả đã có lần đề cập đến việc đánh bắt chim trời diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hiện nay, việc đánh bắt chim trời như vậy không còn hạn chế tại một số địa phương nhỏ lẻ mà đã lan rộng đến nhiều vùng quê trên cả nước, trong đó có Quảng Trị. Khán giả Nguyễn Thành Trung, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã gửi đến chương trình về hình ảnh đánh bắt chim trời ngang nhiên tại đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh được ghi lại trên một cánh đồng thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị. Tiếng kêu phát lên đều đặn, không phải từ bất kỳ chú chim nào mà là từ một chiếc loa đặt giữa đồng. Những người săn chim trời chỉ cần bật loa giăng lưới, lập tức khi nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, chim trời sẽ sa xuống và mắc bẫy. Cứ thế mỗi khi con này mắc lưới, con khác bay đến cứu và cuối cùng tất cả đều mắc bẫy của đám thợ săn. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Nguyễn Thành Trung cho biết, việc đánh bẫy chim trời bằng công nghệ như trên diễn ra khá phổ biến tại các cánh đồng của huyện Gio Linh trong thời gian gần đây. Công nghệ này gồm một thiết bị đọc thẻ nhớ thu âm tiếng kêu của loài chim quốc kết nối với một cái loa khuếch đại âm thanh có thể vang xa vài cây số, được đặt trên đồng ruộng gần khu dân cư để bẫy chim trời. Khi trời bắt đầu tối, cũng là lúc các đối tượng săn bắt chim trời hoạt động mạnh. Họ tiến hành giăng lưới dọc theo các bờ đê của ruộng đồng, đặt các thiết bị phát ra tiếng chim mồi sau những mảnh lưới để nhử các loài chim trời mắc bẫy. Khi nghe tiếng kêu gọi bầy của đồng loại, nhiều chú chim sà xuống và dính ngay vào bẫy lưới. Cứ thế, mỗi khi con này mắc lưới, con khác bay đến cứu và tất cả đều mắc bẫy. Tiếng kêu cứu của những con chim khi cố quẫy đạp trong mắt lưới bùng nhùng hòa cùng tiếng chim công nghệ khiến nhiều người yêu thiên nhiên cảm thấy xót xa. Theo khán giả Thành Trung thì sau khi bẫy được chim, người đi săn buộc chim thành từng sâu đem bán cho các nhà hàng, khách sạn, quán nhậu hoặc đơn giản hơn là bày bán dọc đường cho những người có nhu cầu. Từ đây chim trời lên đĩa và trở thành đặc sản. Cũng theo khán giả Thành Trung thì đã nhiều lần người dân phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng việc đánh bắt chim trời công khai như vậy vẫn cứ tiếp tục, còn chính quyền địa phương vẫn chưa có bất cứ động thái xử lý nào. Bằng sự thông minh, sáng tạo, ham tìm tòi, học hỏi, hai sinh viên thuộc câu lạc bộ Bekit for You của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã chế tạo thành công mô hình bay không người lái có tên là Quadter. Trước hai sinh viên này, có rất nhiều sinh viên thuộc các trường đại học khác cũng đã bắt tay vào chế tạo thiết bị bay. Tuy nhiên, sản phẩm này có những tính năng vượt trội so với những sản phẩm sáng tạo trước đây. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Đào Nhật Tú, trú tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hai sinh viên chế tạo thành công thiết bị bay không người lái Quadrotor là Phạm Hữu Nhân và Trương Đình Quang. Sau mỗi giờ học, họ lại ngồi cùng nhau bắt tay vào nghiên cứu và lắp ráp thiết bị. Cấu tạo của Quadrotor gồm mạch điều khiển và 4 động cơ nằm ở 4 góc trên mô hình. Thiết bị còn được tích hợp thêm bộ cảm biến, khi bay nếu bị nghiêng sẽ tự động điều chỉnh về vị trí cân bằng.
Quadrotor có thể dễ dàng điều khiển khi cất cánh hoặc hạ cánh trên nhiều loại địa hình khác nhau. Thậm chí nó còn có thể hoạt động được trong một không gian nhỏ, những khu vực mà con người khó có khả năng kiểm soát hết được. Khán giả Đào Nhật Tú cho biết, để chế tạo thành công thiết bị bay không người lái Code Rotor, hai sinh viên Phạm Hữu Nhân và Trương Đình Quang đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu và đặt hàng các chi tiết từ nước ngoài về. Tính từ khi ý tưởng hình thành cho đến khi phiên bản Code Rotor lần đầu tiên ra đời, hai bạn sinh viên này đã mất 4 tháng nghiên cứu và lắp ráp. Còn để ra đời một thiết bị bay hoàn chỉnh như hiện nay, họ đã mất đến 1.5 năm. Chi phí trong suốt quá trình nghiên cứu khá lớn so với túi tiền của các sinh viên, từ 20 cho đến 30 triệu đồng. Theo khán giả Đào Nhật Tú, thì để việc hạ cánh ít bị va đập, hai bạn sinh viên nêu trên đã phải gắn thêm 4 quả banh bằng nhựa ở dưới đế cánh quạt, vừa làm bộ phận tiếp đất cho mô hình, vừa chống giảm sốc. Phần nguồn cho toàn bộ hệ thống Code Rotor gồm mạch điều khiển bay được phân bổ từ pin LiPo 11.1V thông qua mạch Circle Power. Code Rotor có thể hoạt động trong không gian nhỏ, khám phá những nơi mà con người khó đặt chân đến, vì có thể mang theo máy chụp ảnh, máy quay để ghi lại những hình ảnh. Đồng thời, nó cũng có khả năng truyền trực tiếp những hình ảnh thu được về màn hình dưới mặt đất. Năm 2011, thiết bị này đã được giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.vn. Khán giả Nguyễn Văn Toàn ở Hà Nội phản ánh, vào chiều ngày 4 tháng 12 năm 2012, tại khu vực ngã tư cầu Dậu Linh Đàm, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn. Một nam thanh niên đang lưu thông xe máy trên đường đột ngột ngã sóng xoài vì vướng vào một đoạn gờ nổi như sống lưng trâu. Rất may là hai xe máy đi đằng sau chạy với tốc độ thấp và đã kịp phanh gấp, nên nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, thì tại khu vực này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, mà nguyên nhân chính là do đoạn đường này có nhiều gờ nổi lên mặt đường, khiến các xe qua đây thường bị trượt bánh. Một khán giả ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phản ánh, vào chiều ngày 3 tháng 12, từ khoảng 14 giờ 30 phút cho đến khoảng gần 18 giờ, tại ngã tư kênh Bắc giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sĩ Sách và Hà Huy Tập, thành phố Vinh đã xảy ra tắc nghẽn giao thông nhiều giờ. Vào quãng thời gian trên, cả ngàn phương tiện tham gia giao thông đã bị tắc nghẽn cùng lộn xộn ở ngã tư này. Nguyên nhân là do đèn đỏ ở ngã tư này mất điện, trong khi cả ngàn xe ô tô, xe máy, xe đạp đi làm về qua ngã tư không chịu nhường đường cho nhau nên đã dẫn tới tình trạng trên. Do xảy ra vào thời điểm tan tầm, khi các phương tiện đổ ra đường về nhà gặp lúc trời mưa phùn, càng làm cho việc ùn tắc tại đây thêm nghiêm trọng. Điều đáng chú ý, một thanh niên đã dựng xe máy ngay tại ngã tư và thay cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng để tránh ùn tắc, nhưng do ùn tắc rộng nên nỗ lực của thanh niên này cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Đến gần 18 giờ cùng ngày, công an đã có mặt giải quyết ùn tắc tại ngã tư này. Được biết, đây là lần thứ hai trong năm tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra tại ngã tư này. Khán giả có số điện thoại 098 với 3 số cuối là 086 phản ánh. Khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 2, hàng chục xe tải chở keo lén lút lưu thông trong thành phố Quảng Ngãi. Đoàn xe này ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Chí Thanh, Hai Bà Trưng, Bà Triệu để tìm đường tránh lực lượng cảnh sát giao thông ra quốc lộ 1A, ra hướng khu kinh tế Dung Quất. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông thuộc công an thành phố Quảng Ngãi, nhiều xe tải chở keo đã lẩn vào các con hẻm nằm hai bên đường Hai Bà Trưng để trốn, gây náo động với hàng chục chiếc xe tải chở vượt trần cao khoảng 1 mét. Khán giả này cũng cho biết các đoạn đường trên đều cấm xe tải chở gỗ lưu thông. Ngoài ra, những xe tải chở keo nói trên đều vi phạm lỗi chở quá khổ quá tải, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.
Khán giả từ số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 769 phản ánh. Đường Lê Quang Kim, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chỉ dài hơn 150m, nhưng gần 3 tháng nay chưa thi công xong, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là khoảng 1 tháng nay, công trình tạm ngưng thi công nhưng không rõ nguyên nhân. Gần đây, phường có mời người dân họp và yêu cầu mỗi hộ đóng góp 8 triệu đồng để thi công phần vỉa hè, nhưng người dân không đồng ý do số tiền quá cao. Thưa quý vị, trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Phước Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 quận 8 giải thích, do thiếu vốn nên công trình nâng cấp đường Lê Quang Kim phải tạm ngưng hơn 1 tháng nay. Đây là công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, nên trước đó phường có yêu cầu người dân đóng góp 8 triệu đồng để thi công phần vỉa hè. Tuy nhiên sau khi tính lại, quận yêu cầu phường vận động mỗi hộ dân đóng góp khoảng 4 triệu đồng. Hiện nay người dân vẫn chưa đồng ý đóng số tiền này vì cho rằng quá nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Vào chiều ngày 3 tháng 12 vừa qua, một chiếc xe ô tô đã chạy lùi trái luật trên cầu Conmit ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đúng luật, chiếc xe này phải chạy hết cầu rồi mới được quay đầu. Tuy nhiên, tài xế đã không làm như vậy. Nhiều xe chạy cùng chiều đã bật đèn khẩn cấp khi đột ngột nhìn thấy chiếc xe này. Phản ánh của khán giả Trần Quốc Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Giải phân cách giao thông giữa làn đường dành cho xe buýt và xe cơ giới trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội hầu hết đã bị biến tướng thành những địa điểm trồng đỗ xe, từ loại xe như ô tô, xe máy, xe đạp, xe chở rác, thậm chí cả những khối vật liệu xây dựng đều được các hộ dân sống ven đường đưa lên giải phân cách. Tuy nhiên, không hề thấy cơ quan chức năng nào đứng ra can thiệp hay xử lý. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169 3 số cuối là 116. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình được thông xe toàn tuyến từ tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng thông xe, một số đoạn mặt đường đã xuống cấp. Nhiều chỗ đã bắt đầu bong chóc, xuất hiện ổ voi, ổ gà, đá xăm lộn nhộn. Nhiều đoạn hỏng được vá tạm bợ, dù phương tiện đi trên tuyến phải nộp phí cao nhất 280.000 đồng. Việc này gây bức xúc đối với nhiều người dân, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này. Phản ánh của khán giả Phan Hà Nam ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, số điện thoại 0126 3 số cuối là 702. Thông tư số 15/2012/BG-TVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định, từ ngày 15 tháng 7 năm 2012, tất cả hành khách, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao trong suốt hành trình di chuyển đến khi cập bến an toàn. Thế nhưng chỉ trong thời gian đầu khi có lực lượng chức năng kiểm tra, chủ đò cũng như người dân mới chấp hành một cách nghiêm túc. Còn hiện nay, việc trang bị áo phao hay các trang thiết bị hỗ trợ chỉ mang tính hình thức và đối phó, phản ánh của khán giả Đỗ Thành Tâm, trú tại Lương Tài, Bắc Ninh. Trong vài ngày qua, trên mạng Internet lại xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một giáo viên dùng roi để đánh ba em học sinh. Mỗi em bị phạt phải chịu 4 roi. Nhưng điều khá lạ là những em học sinh này sau khi bị đòn vẫn tỏ ra vui vẻ. Phản ánh của khán giả Trần Hà từ địa chỉ email trần_hà@knst.com. Mỗi khi trời tối, trên khắp các cánh đồng của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị lại rộ lên tiếng chim cuốc được phát ra từ loa để bẫy chim trời. Dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Trung ở Gio Linh, Quảng Trị. Bằng sự thông minh, sáng tạo, ham tìm tòi, học hỏi, hai sinh viên thuộc câu lạc bộ Bekit for You thuộc trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã chế tạo thành công mô hình bay không người lái có tên Quadrotor. Thiết bị này có thể hoạt động trong không gian nhỏ, khám phá những nơi mà con người khó đặt chân đến vì có thể mang theo các máy chụp ảnh, máy quay để ghi lại những hình ảnh và truyền trực tiếp về màn hình dưới mặt đất. Chia sẻ của khán giả Đào Nhật Tú ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904-88-1414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.